Hello, chào cả nhà mình nhé. Hôm nay Toàn sẽ làm video hướng dẫn cho cả nhà mình cách chăm sóc một cây lan hồ điệp nhé bạn ha. Thì hôm trước Toàn có một video hướng dẫn cho các bạn là cách sơn chậu rồi. Và chúng ta cũng xử lý sơ rồi các bạn ha. Thì Toàn nói lại thêm một xíu, lan hồ điệp là cái dòng lan mà nó khó, rất là khó chăm nha các bạn ha. Tại vì thường chúng ta sẽ mua như Đà Lạt này, hoặc là chúng ta mua ngoài Bắc các bạn à. Người ta nuôi theo kiểu công nghiệp thì nó có những cái điều tiết khí hậu và dinh dưỡng nó hợp lý, nên là nó chăm nó sống nó ra hoa đạt chuẩn. Nhưng riêng chúng ta thì thật sự là khi chúng ta mua về các bạn, chúng ta cũng phải biết cách xử lý theo khí hậu của mình, chúng ta phải thuần theo khí hậu của mình thì cái cây nó mới khỏe được nha ha. Thì hôm nay Toàn sẽ không hướng dẫn lại cách sang chậu nữa, thì sau này cây qua Tết rồi Toàn sẽ làm một video là hướng dẫn cách sang chậu qua Tết sau. Còn hôm nay Toàn sẽ hướng dẫn cả nhà mình là những cái cây, Toàn sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình là cách chúng ta dùng những cái loại thuốc gì, chúng ta dùng những cái gì để bón phân dinh dưỡng cho nó hàng ngày. Thứ nhất để nó nuôi cái nụ này nó không bị vàng, nó không bị rụng nụ nhất là ha. Thứ hai nữa thì nó nuôi cái nụ này nó chắc, nó khỏe nè. Và thứ ba nữa nó sẽ không có hiện tượng là bị nụng lá nha các bạn ha. Đó thì nói sơ về cái hiện tượng nụng lá luôn. Hồ điệp nó là một dòng trữ nước trên thân lá nha các bạn ha. Cho nên khi các bạn tưới nước mà các bạn lỡ mà các bạn để nước nó rơi vào ở đọt các bạn ha, nhất là nước mưa đó, hay là những cái nước mà các bạn tưới mà nó không có dinh dưỡng á, cái lá nó hấp thụ không được á, hoặc là hấp thụ chậm á, thì nó dễ bị nũng cái đọt và nó vàng lá, nó sẽ nũng cả cây nó chết nha các bạn ha. Đó cho nên là tất nhiên là các bạn phải bổ sung dinh dưỡng nó hàng, thì theo chu kỳ thì cứ một tuần chúng ta nên bổ sung dinh dưỡng và xem xét cái cây lan hồ điệp như thế nào. Hồ điệp thì các bạn cũng không cần tưới nước nhiều đâu, một tuần chúng ta tưới nước một lần thôi cũng được các bạn ha. Và trên bề mặt của nó chúng ta nên có một lớp rêu rừng để giữ ẩm cho nó đó. Còn phần dưới chúng ta sử dụng những cái vỏ thông, hoặc là nếu mà vỏ thông nó đắt quá thì chúng ta có thể sử dụng là than các bạn ha, than vùng đó. Thì chúng ta để cho cái bộ rễ nó thoáng và một ít lớp xốp nằm phía dưới các bạn ha, để khi bạn tưới nước nó đọng lại nước ở cái lòng lớp xốp á, thì nó cũng có một xíu nước cho cái cây lan nó phát triển các bạn ha. Ok, tiếp theo đây Toàn sẽ nói này, khi các bạn mua một cây lan hồ điệp về, các bạn thấy không, một cái cây lan nó như thế này nha các bạn ha. Đó. Thì nó sẽ bỏ trong một cái bầu như thế này nè các bạn, đây là cái bầu của nó nha ha. Khi mà nó vận chuyển cho bạn, nó sẽ cắt nước. Cắt nước thì các bạn nhìn nè, về các bạn không biết thì các bạn nhìn cái bầu phía dưới nó rất là khô nè. Bầu khô này mà các bạn không tưới nước sơ lại một xíu, các bạn không bón phân dinh dưỡng cho nó, thì những cái phần rễ này nè, nó hết chất dinh dưỡng của nhà vườn các bạn ha, thì nó dễ bị chết những cái rễ này. Tại rễ này rễ được nuôi công nghiệp nha các bạn ha, và nó có những phần thuốc của công nghiệp hả. Thứ hai nữa thì các bạn để không kỹ thì nó sẽ các bạn ấy không kỹ thì phần dưới này nó dễ bị ẩm đó, tưới nước nhiều quá phần dưới này dễ bị ẩm và nó sẽ bị nũng vàng lá nha các bạn ha. Nó vàng lá giống như hiện tượng này nha các bạn, mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng vàng lá của cái cây hồ điệp nha. Đây các bạn thấy nó vàng lá ở phía dưới gốc không, nó vàng lá như thế nó bắt đầu nó nũng dần và nó sẽ chết cái lá đó nha các bạn ha. Thì nhiệm vụ của bạn cũng phải ngắt bỏ cái lá đây đi, để nó ngăn ngừa nó lan bệnh vào những cái lá khác nha các bạn ha. Thì chúng ta nên ngắt bỏ nó đi nha các bạn. Ta nên ngắt bỏ cái lá này đi nha các bạn ha. Đi cười trước đi mẹ ơi, cười trước con mới cho nó. Đây nha các bạn, nãy giờ mình có mẹ mở cửa xíu, mẹ mình có hỏi thăm xíu nên các bạn thông cảm nha. Đây, cái lá nó bệnh rồi thì cái mình ngắt bỏ đi, không cần phải giữ nó làm gì các bạn ha, ngắt bỏ đi. Thì Toàn đang ngắt bỏ cái lá vàng đi nha các bạn ha, rồi mình ngừa bệnh. Không có tiếc gì các bạn, để nó sẽ lây bệnh vào những cái lá khác nha. Đó, chúng ta phải ngừa hết tất cả những dạng vậy. Nó nằm phía dưới này, một là nó nũng quá nó sẽ vàng vàng nha các bạn ha, hai là cái lá nó không còn, nó bị rộp, nó không quang hộp được, nó chỉ vàng lá như vậy. Đó. Lên đình bỏ. Đó. Các bạn ha. Rồi ok, sau khi mà các bạn nè, các bạn nhìn cái bầu nó rất là khô nè ha. Đó, bắt buộc các bạn phải tưới nước nhẹ cho nó nha. Và chúng ta không nên tưới những cái nước gọi là nước sạch, hay là những cái nước mà nó không tốt. Nên là chúng ta sử dụng những cái nước mưa mà chúng ta để lâu ngày á, hoặc là nước những cái nước hồ cá các bạn ha, hoặc là nước mà trong những cái bồn mà chúng ta để hàng ngày lâu qua 2-3 ngày rồi đó, chúng ta sử dụng cái nước đó. Rồi
Đó, thứ nhất là chúng ta về nước các bạn ha. Hồ điệp là chữ trong thân lá nên là nó không cần nước nhiều, nước vừa phải thôi các bạn ạ. À. Thứ hai nữa về độ về ánh sáng nha các bạn, về ánh sáng thì hồ điệp nó vẫn cần ánh sáng để quang hộp, nhưng mà nó không thích ánh sáng trực tiếp. À, ánh sáng mà nó trực tiếp nhiều quá nó sẽ bị cháy lá nha bạn ha. Nó cháy lá nó lủng lỗ vàng đó, rồi nó sau đó nó sẽ héo và nó hư dần cái lá đó đi nha các bạn ha. Cho nên chúng ta sẽ che lưới một phần đó. Thứ ba nữa là bộ rễ nó phải thoáng, bộ rễ nó thoáng thì các bạn treo trên và nó ăn dinh dưỡng. Tại sao chúng ta gọi là phong lan? Phong là gió các bạn ha, thì bộ rễ nó cần thoáng và nó ăn dinh dưỡng qua gió nha các bạn ha. Đó, cho nên chúng ta phải từ từ chăm và chúng ta bỏ vào chậu thì để cái bộ rễ nó thoáng một xíu. Đó. Tiếp theo nè, về thuốc các bạn ha, thì hôm nay toàn chỉ vào vấn đề chính này, thì hôm nay toàn chỉ dùng một cái thêu nước như này nha các bạn ha, thì toàn chỉ dùng một cái chế phẩm hoa lan này các bạn, thằng này là chế phẩm Hùng Nguyễn nha các bạn ha. Cái chế phẩm này đó, chúng ta mua hũ này ở ngoài thị trường các tiệm phân bón như 25.000 một hũ thôi đó. Chúng ta sẽ nhỏ vào cái thằng chế phẩm Hùng Nguyễn này nè bạn. Mục đích của chế phẩm Hùng Nguyễn này nó sẽ là nó kích thích phát triển bộ rễ nó mạnh nha các bạn ha, nó sẽ ra đâm chồi và ra một bộ rễ mới, nó phù hợp khí hậu của mình nó sẽ tốt nè. Thứ hai nữa thì nó sát khuẩn và nó sẽ trị một số loại bệnh bị nấm thôi các bạn. Đó, ví dụ như các bạn để cái độ ẩm của cây hồ điệp nó ẩm quá thì nó dễ bị bệnh như là nấm đó. Đó, nó có nhiều cái bệnh sinh ra như vậy, ví dụ như là những cái bệnh đốm lá do, hoặc là những bệnh đốm lá là do nước mưa nó nhỏ vào các bạn, hay là bệnh những bệnh mà nó thường là bệnh đốm lá là nhiều nhất đó. Đó, bệnh rỉ sét này, bệnh rỉ sét này đó. Nên là chúng ta dùng cái thằng Hùng Nguyễn này mục đích nó rất là tốt, nó sẽ trị một số bệnh đó và nó kích thích cái bộ rễ của chúng ta nó sẽ phát triển tốt hơn. Thằng này là nó hàng chuyên dùng của Đà Lạt các bạn ha, chuyên dùng của Đà Lạt thì các bạn dùng thằng này rất là tốt này. Chúng ta dùng một hũ này mua thị trường là 25.000, chúng ta nhỏ vào đây như một cái thêu nước nhỏ như thế này, thì toàn sẽ nhỏ nó vào khoảng toàn nhỏ 10 giọt thôi nha các bạn ha. Đây, và chúng ta bắn nhẹ nó xuống này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, toàn nhổ toàn đổ 10 giọt như vậy thôi. Đó, đơn giản như thôi, chúng ta đừng có ấy như lạm dụng nó nhiều quá, vừa phải như vậy. Đó. Và một thêu như vậy chúng ta sẽ xử lý rất là nhiều cây chứ không phải là một cây nha các bạn ha. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua một ít Atonic này. Một gói Atonic này á, một gói Atonic này nó là một cái gói Atonic này các bạn ha. Thì nó là quà cho bình 20 lít lận đó, 1,8 lít các bạn ha. Nó quà cho bình 16 đến 18 lít đó. Thì giờ toàn dùng một cái thêu nhỏ này thì toàn không có dùng nhiều, nhưng mà toàn chỉ cắt ra, toàn cắt ra toàn dùng một ít thôi. Còn tí nữa toàn sẽ quà vào nước, toàn phun cho cả vườn. Toàn đây toàn đổ một xíu thôi các bạn ha, xíu nhẹ thôi, tại chúng ta có Hùng Nguyễn rồi. Thì toàn quà loãng thì một cái thêu nhỏ như thế toàn đổ 2-3 giọt đó. Đó, 1-2-3 giọt như vậy thôi các bạn ha, vừa phải như vậy thôi, toàn không đủ nhiều nhé. Đó, rồi có cái này toàn sẽ pha bên 20 lít toàn tưới cho cả vườn cây của toàn nha. Tại nó là dạng nước nên không để lâu được nha các bạn ha. Đó. Tiếp theo này, đây là hai cái thằng này chúng ta hòa lẫn lại nha, hòa lẫn lên nha để chúng ta tưới. Đó là chúng ta hòa lẫn lên như vậy nha các bạn. Đó là cái ta tưới vào gốc và tưới trên lá nha các bạn ha, để nó kháng bệnh và nó kích thích bộ rễ mới. Đó. Còn thằng này là lan, cái thằng này là phong bón gốc này bạn, phong bón gốc thằng Rian này là phong thông minh này. Đó là NPK12-20TE này, thì nó dùng cho cái cây đang ở giai đoạn ra hoa này, thì nó sẽ dưỡng hoa các bạn ha, dưỡng hoa, kích hoa và cho hoa lâu tàn. Chúng ta bỏ một gốc là khoảng 5 đến 10 hạt này, sơ 120 ngày nó mới tan nha các bạn ha. Đó, thì chúng ta sẽ lấy nó ra như thế này. Một hũ nó như thế này các bạn mua thị trường khoảng 35.000 một hũ, giá bán lẻ như vậy ha. Đó các bạn, một gốc chúng ta bỏ 5 đến 10 hạt như cái cây hoa lan này đó, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ bón gốc nó này. Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Đó, tổng bỏ một ít lượng nhỏ ít như thế này, tổng bỏ vào gốc nó này, các bạn thấy không? Đó, thì còn bỏ bên đây một bên, tại vì nó là phân tan chậm có kiểm soát nên các bạn cũng yên tâm là cái phần các bạn bỏ dư, yên tâm về chuyện dư nữa, hả. Đó, tiếp theo tổng bỏ tiếp bên đây nữa, tổng bỏ
Phong bỏ thử nghiệm hai chậu cho các bạn xem nhé, thử nghiệm cho các bạn hai chậu xem đó, hai chậu như thế này. Đây là một chậu này, các bạn Phong bỏ này, đây một chậu này, đó là phân bón gốc nha các bạn ha. Hiện tại toàn những cái chậu này toàn bỏ rất là nhiều nè, toàn có đó, toàn bỏ hết rồi đó. Và những cái thằng chân này toàn đã tứ hết rồi nha các bạn ha. Thì còn hai giò này toàn chưa tứ, toàn thử nghiệm, toàn sẽ làm cho các bạn xem đó. Sau khi mà các bạn bón cái phân bón gốc rồi đó, chúng ta sẽ xử lý như này ha. Đầu tiên toàn nói sơ lại một lần nữa nha, đây là hồng nhuyễn, chế phẩm hồng nhuyễn nha ha, kháng bệnh và kích thích rễ mới nha các bạn ha. Kháng bệnh một số loại nấm hay là bị rỉ sét hoặc là những cái loại đốm trên lá này đó. Là thứ nhất các bạn có thể phun trực tiếp lên lá hoặc là các bạn bón thẳng vào gốc một đó, kết hợp thêm một giọt hai giọt Atonic này để kích thích sinh trưởng nha các bạn ha. Và cuối cùng là một cái hũ phân bón này để bón gốc nha các bạn ha. Đó, một hũ phân bón này dành cho cây đang gian đại giai đoạn ra hoa này đó. NPK 12-12-10TE Rian phân bón thông minh thăng chậm có kiểm soát. Khi bỏ 5 đến 10 hạt trong một gốc này sau 120 ngày nó sẽ tan và chúng ta sẽ bỏ lại sau. Đó. Rồi, tiếp theo về cái phần này chúng ta hồi nãy là chúng ta đổ và tổng hòa lãng ra vào trong đây rồi các bạn ha. Đó, từ khi tổng hòa lãng rồi, đó. Đây là cái chất dinh dưỡng nó đây. Thì toàn sẽ tưới cái cây lan này các bạn ha. Như toàn nói thì lan hồ điệp thì là dòng trữ nước trên thân lá, cho nên chúng ta hạn chế tưới nước vào lá. Đó, chúng ta bón gốc vào như thế này, chúng ta tưới từng muỗng muỗng nhẹ nhàng như gốc như thế này ha. Đó, hạt chúng ta có thể phun lên lá, nhưng các bạn phun vào những khi trời nó đang nắng ấm như các bạn ha, để chi để cho nó bốc hơi đi cái phần ấy và nó có nắng, cái phần lá nó hấp thụ dinh dưỡng cái phần và càng tưới lá. Đó, tưới lá thì các bạn có càng tưới như thế này. Tại vì trời đang mưa cho nên là chúng ta phải chút đọt chúng ta tưới như vậy. Còn các bạn nào đã sang chậu rồi, các bạn nên tưới vào những lúc nó đang nắng ấm các bạn ha, để cho nó có ánh nắng, nó hấp thụ quang hộp và nó sẽ thoát hơi những cái phần dinh dưỡng nha các bạn ha, phần cái phần nước đọng trên lá nha. Chứ nếu không có nắng ấm thì nó không có hấp thụ được cái phần đọng nước trên lá thì nó sẽ bị chạy xuống đọt các bạn, nó chạy xuống đọt nó dễ bị nũng đọt nha. Đó, các bạn tưới vừa phải thôi. Đó, tưới xong rồi thì khoảng 7 đến 8 ngày sau chúng ta lại tưới lại. Đó, cứ quy trình như vậy thôi các bạn. Đó, khi toàn tưới thì cái phần nước dưới nó sẽ ẩm dần xuống này, ẩm dần xuống các bạn thấy không, thì cái phần rễ nó sẽ hấp thụ. Đó, tùy bạn thôi, các bạn tưới vừa phải thôi. Khi mà cái nước và các bạn thấy cảm thấy những cái đầu bị nó đã đọng nước vừa phải này, các bạn sẽ ok. Như đây bên đây nó chưa thoát, các bạn thấy nước không, nó vẫn còn khô này các bạn thấy không. Đó, các bạn nghiêng qua nghiêng lại để cho nó đủ cái độ nước nó. Đó, sau khi các bạn tưới như vậy rồi thì đó, các bạn thấy không, nước nó đọng xuống và cây đang phát triển nha. Tưới vừa phải thôi, không cần tưới nhiều đâu bạn ha. Hồ điệp là dòng trữ nước nha, trên thân lá nha các bạn ha, cho nên các bạn tưới nhiều quá nó cũng dễ bị nũng nha. Đó, vừa phải cho cây hấp thụ thôi, rồi 7 ngày sau các bạn lại tưới tiếp, cứ như vậy theo công thức như vậy các bạn ha, thì cây nó sẽ phát triển rất là tốt. Sau các bạn tưới xong, các bạn để vào nơi mà nó có khí hậu mát một xíu nha các bạn ha. Đừng ngồi để ánh nắng trực tiếp nha, cũng có ánh sáng nhưng ánh sáng vừa phải thôi. Đó, toàn sẽ để đây. Đó, tiếp theo thì cây này nha các bạn ha. Cây này nè, đó, toàn sẽ tưới như vậy nha. Các bạn thấy nó khô không? Lúc các bạn mua về vận chuyển người ta cắt nước nó khô như vậy đó. Tưới nước thì hàng nụ này các bạn đừng sợ nó tàn, bạn không tưới nước trên nụ là được, đừng có tưới nước trên nụ nha, tưới nước trên nụ nó sẽ tàn nhanh nha các bạn ha. Chúng ta tưới nước vậy thôi, như vậy cây nó sẽ khỏe như vậy ha. Ok, vậy thôi nha các bạn ha, tưới đơn giản vậy thôi. À, quên chứ, còn rưới thêm một ít trên phần lá để cho cái lá nó đó. Các bạn thấy không, các bạn tưới đơn giản vậy thôi. Và chúng ta sẽ không, nước nó sẽ lan xuống, nó không nằm trên đọt, nó chỉ động trên phần lá để lá nó quang hộp phát triển thôi. Đó, như vậy nha các bạn ha, lá nó sẽ không động vào những cái chỗ này nhiều, nó không động vào những chỗ này nhiều thì nó sẽ không bị ít hạn chế bị nũng. Cứ như vậy các bạn làm nha các bạn ha. Đây là tất cả những cái chậu mà mình đã tưới nước này.
và nụ hoa nó này bạn, nụ hoa rất khỏe nha các bạn ha, rất khỏe nha. Nụ hoa này bông rất là to và đẹp nha các bạn ha. Đây đó, một khi mà các bạn chăm không kỹ nó bị thiếu nước thì nó có hiện tượng như cái nụ nó sẽ bị héo nha các bạn ha. Đây là một cái nụ bị héo nè, các bạn thấy nụ bị héo không? Nụ này bị héo rồi nè các bạn đó, chúng là do cái bầu nó khô quá nha các bạn ha. Mình sẽ lấy cái bầu này lên cho các bạn xem nó khô như thế nào này. Đây nè các bạn, nó khô không có một giọt nước nào luôn nè các bạn xem này. Đó, nó khô rang luôn nè các bạn, khô rang nhìn luôn nè các bạn nhìn này. Đó, nó không có nước này, lá nó không có hư nha các bạn ha. Tại vì nó khô thì nó không có bị, nó khô thì nó không bị động nước trên lá nên lá nó không có hư này. Lá rất là đẹp và đều, nhưng bù lại là nó không có một giọt nước nào để một xíu để nó nuôi nụ nên nụ nó bị hư này, bị héo này, các bạn thấy không? Đó. Nên cẩn thận nha các bạn ha, tưới nhẹ thêm nó một chút nước và khi tưới thì phải bổ sung dinh dưỡng nhẹ nha, để nụ không bị hư nha các bạn ha. Đó. Còn tưới lên, tưới nhẹ nhàng lên cho nó nha các bạn ha. Đơn giản vậy thôi các bạn. Đôi khi cũng phải tưới nước ít, tưới ít để cho nó cái nụ nó lâu tàn, nhưng mà đôi khi cũng 7-8 ngày cũng các bạn cũng phải bổ sung dinh dưỡng cho nó, các bạn tưới nước, chứ không tưới nước thì nó sẽ bị héo cái nụ nha. Này ví dụ như mình chơi mua lẻ thì không sao, chứ các nhà vườn mà mua sỉ mà để như vậy miết là nó chết nha các bạn ha, nó chết một cây là lỗ liền. Ok, sau đó chúng ta sẽ bổ sung cho nó một ít phân nữa. Ok, kết thúc video nha các bạn ha.